Lời Chúa thứ hai sau Chủ nhật thứ hai Phục sinh, ngày 25 tháng 4 năm 2022. Con cứ ngỡ sao Chúa bỏ con, nhưng thực ra Chúa đang đồng hành với con. Con cứ ngỡ sao Chúa lại lặng thinh, nhưng thực ra Chúa yêu con hết tình. Chúa không bao giờ bỏ con, nhưng chính con đã bỏ Chúa mà thôi. Chúa luôn đồng hành với con, nhưng chính con đã bỏ Chúa mà đi. Lời Chúa thứ hai sau Chủ nhật thứ hai Phục sinh, ngày 25 tháng 4 năm 2022. Mến chúc anh chị em và các bạn một tuần lễ mới tràn đầy niềm vui Phục sinh, niềm vui của lòng Chúa thương xót mà chúng ta mới mừng đại lễ ngày hôm qua. Giờ đây mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa ngày thứ hai sau Chủ nhật thứ hai Phục sinh. Bài đọc một trong sách Công vụ Tông đồ, chương 4, câu 23 đến câu 31. Bài trích sách Công vụ Tông đồ. Hôm ấy, sau khi được thả về, hai ông Phêrô và Gioan đến với các anh em và thuật lại mọi điều các thượng tế và kỳ mục đã nói với hai ông. Nghe vậy, họ đồng tâm nhất trí cất tiếng lên cùng Thiên Chúa. Lạy Chúa, Ngài là đấng tạo thành trời đất với biển khơi cùng muôn loài trong đó. Ngài là đấng đã nhờ Thánh Thần dùng miệng tổ phụ chúng con là David tôi trung của Ngài mà phán: sao chư dân lại ồn ào náo động? Sao vạn quốc dám bày kế viễn vông? Vua chúa trần gian cùng nổi dậy, vương hầu khanh tướng rập mưu đồ chống lại Đức Chúa, chống lại đấng người đã sức dầu phong vương. Đúng vậy, Herode phong siêu Philato cùng với chư dân và dân Israel đã toa rập trong thành này, chống lại tôi tớ thánh của Ngài là Đức Giêsu, đấng Ngài đã sức dầu. Như thế, họ đã thực hiện tất cả những gì quyền năng và ý muốn của Ngài đã định trước. Giờ đây, lạy Chúa, xin để ý đến những lời ngăm đe của họ và cho các tôi tớ Ngài đây được nói lời Ngài với tất cả sự mạnh dạn. Xin giơ tay chữa lành và thực hiện những dấu lạ điềm thiêng nhân danh tôi tớ thánh của Ngài là Đức Giêsu. Họ cầu nguyện xong thì nơi họ họp rung chuyển, ai nấy đều được đầy tràn Thánh Thần và bắt đầu mạnh dạn nói lời Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp: lạy Chúa, hạnh phúc thay những ai ẩn náu bên Ngài. Sao chư dân lại ồn ào náo động? Sao vạn quốc giam bày kê viện vông? Vua chúa trần gian cùng nổi giận, vương hầu khanh tướng rập mưu đồ chống lại Đức Chúa, chống lại đấng người đã sức dầu phong vương. Chung bao nhau xiềng xích họ, nào ta bè gậy gông cùm họ, ta hãy quăng đi. Chúa ngữ trời cao thay thế bật cười, Chúa người chê nhạo bọn chung. Rồi nôi trận lôi đình, người quát nạt chút cơn thịnh nộ khiến chung kinh hoàng. Rằng chính ta đã đặt vị quân vương ta tuyên chọn lên trị vì Sion núi thanh của ta. Tân vương lên tiếng, tôi xin đọc sắc phong của Chúa. Người phán bảo tôi rằng, con là con của cha, ngày hôm nay cha đã sinh ra con. Con cứ xin rồi cha ban tặng, muôn dân nước làm sản nghiệp riêng, toàn cõi đất làm phần lãnh địa. Con sẽ dùng trượng sắt đập chung tan tành, nghiền nát chung như đồ sành đồ gôm. Hallelujah, hallelujah,
anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Hallelujah. Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan chương 3 câu 1 đến câu 8. Gioan 3 1 đến 8. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Trong nhóm Pha-ri-siêu có một người tên là Ni-cô-đê-mô, một thủ lãnh của người Do Thái. Ông đến gặp Đức Giêsu ban đêm, ông nói với người: "Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy chẳng ai làm được những dấu lạ thầy làm nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy." Đức Giêsu trả lời: "Thật, tôi bảo thật ông, không ai có thể đến thấy nước Thiên Chúa nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên." Ông Ni-cô-đê-mô thưa: "Một người đã già rồi làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao?" Đức Giêsu đáp: "Thật, tôi bảo thật ông, không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và thần khí. Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt, cái bởi thần khí sinh ra là thần khí. Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói, các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi thần khí mà sinh ra thì cũng vậy." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, câu kết của bài đọc 1 trong sách Công vụ Tông đồ chương 4 câu 23 đến câu 31 như sau. Câu 31: "Họ cầu nguyện xong thì nơi họ họp nhau rung chuyển, ai nấy đều được tràn đầy Thánh Thần và bắt đầu mạnh dạn nói lời Thiên Chúa." Trước đó, câu 29 thì các tông đồ cầu nguyện. Giờ đây, lạy Chúa xin để ý đến những lời ngăm đe của họ và cho các tôi tớ ngài đây được nói lời ngài với tất cả sự mạnh dạn. Xin giơ tay chữa lành và thực hiện những dấu lạ điềm thiêng nhân danh tôi tớ thánh của ngài là Đức Giêsu. Được đầy tràn Thánh Thần, mạnh dạn nói lời Chúa. Xin cho tôi tớ ngài nói lời ngài với tất cả sự mạnh dạn. Mạnh dạn mà nói lời với tất cả sự mạnh dạn sẽ không thể có được nếu không có Chúa Thánh Thần. Chúng ta đang sống trong những ngày chờ đợi Chúa Thánh Thần. Sau khi Chúa sống lại, 50 ngày sau, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, kết thúc mùa phục sinh. Đây là thời gian ta cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, nài xin Chúa Thánh Thần. Hôm qua, sau khi chia sẻ bài giảng về đại lễ lòng Chúa thương xót, có mấy người anh em gặp nói: "Thưa cha, hôm nay con thấy cha giảng đầy Chúa Thánh Thần." Vì có những điều về lòng Chúa thương xót mà nếu mà nói có khi người ta không tin. Còn hôm qua cha đã nói có sách, mách có chứng, lấy lời Chúa và lấy cuốn sách đã được giáo hội chuẩn nhận sau một thời gian nghiên cứu điều tra cẩn thận, cả bao nhiêu năm trời treo lại, nghi ngờ, kiểm chứng lại tính xác thực, rồi giáo hội chuẩn nhận. Cuốn sách được giáo hội chuẩn nhận là cuốn Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Có nghĩa là tất cả những gì mà Faustina viết ở đây là theo ý của Chúa Giêsu, chứ không phải một nữ tu học lớp 3 có thể viết được. Cha nói có sách mách có chứng về đại lễ lòng thương xót Chúa, còn thấy đầy tràn Thánh Thần. Nói thực ra thì xưa đến giờ, đại lễ lòng thương xót Chúa tôi vẫn giảng. Anh chị em các bạn còn nhớ năm nào đó, mình ra ngoài Bắc đó, đi có 4 ngày mà làm 12 nhà thờ đại lễ lòng thương xót Chúa đó, làm từ thứ 5, thứ 6, thứ 7,
ba ngày trước đại lễ lòng thương xót Chúa. Mỗi ngày đi ba nhà thờ, sáng một nhà thờ, trưa một nhà thờ, chiều tối một nhà thờ, mà từ tỉnh này qua tỉnh nọ có khi cả trăm cây số, cứ như là bay như vậy, không có giờ ngủ. Có khi về nhà là 12 giờ rồi chuẩn bị đồ đạc để sáng sau 3 giờ sáng đi tiếp. 12 bài giảng về một đề tài là lòng thương xót Chúa, mà không bài giảng nào giống bài giảng nào, không có Chúa Thánh Thần không làm được. Nhưng mà hồi đó vì giảng buông, thường là tôi cầm micro và đứng đối diện với cộng đoàn, chứ không có đứng một chỗ cầm giấy lên đọc, đứng chết một chỗ. Cho nên là không có sách để mà mở ra, dẫn chứng câu nào, lời nào. Chỉ nói theo sự hiểu biết và trí nhớ của mình thôi. Còn bây giờ ngồi với anh chị em ở đây, mở sách ra, câu, từng chữ. Em nó nói, chả nói có sách mách có chứng, giờ không ai cãi được nữa. Một cái em nói là, bây giờ con mới thấy bài đọc một hôm đại lễ lòng thương xót ấy. Cứ nói là lời Chúa hôm đó đâu có nói gì về lòng thương xót Chúa đâu, rồi giảng lấy gì mà giảng về lòng thương xót. Mà xong qua anh thấy cha nói toàn lòng thương xót Chúa, mà lấy lời Chúa ra mà nói là sao, bảo tôi cũng đâu biết, nếu không có Chúa Thánh Thần sao làm được. Có như cái chuyện mà con thấy, nó là ông Phêrô đi ngang qua, dù là cái bóng của ông ấy đổ xuống thôi, người ta cũng mong là cái bóng đổ xuống để được chữa lành, vì ông đặt tay không xòe nữa. Mấy chỗ khác ghi là các ông đặt tay một hai người bệnh, còn đây bao nhiêu người bệnh đặt hết bên lề đường, khiêng lều khiêng trống. Con nhớ hình ảnh mà những bệnh nhân khiêng lều khiêng trống đến với lòng thương xót Chúa năm nào đó, cả mấy chục ngàn người đó, cả ngàn người bệnh đó, họ cũng lều trống cũng sẽ lăn họ đến, rồi Chúa chữa lành qua bàn tay các tông đồ. Thì ngày hôm nay chả nhẽ Chúa không chữa lành nữa hả cha? Hôm nay chả nhẽ Chúa hết phép rồi hả cha? Mà sao Chúa không chữa lành được? Mà sao con cứ thấy người ta bảo là không có chữa lành? Rồi Chúa chữa lành cả bệnh thân xác, bệnh tâm hồn mà. Bởi chữa bệnh thân xác để chữa bệnh tâm hồn. Và người ta tin vào nhờ những điềm thiêng dấu lạ xảy ra. Những người bệnh hoạn tật nguyền, bài đọc ngày hôm qua, bài đọc một sách công vụ tông đồ, vẫn còn thưa anh chị em và các bạn. Con nhớ mà anh ấy nói với tôi là công vụ tông đồ chương 5 câu 12 đến câu 16. Câu 15 là người ta còn khiêng cả những kẻ đau ốm ra tận đường phố, đặt trên giường trên trống để ông Phêrô đi ngang qua. Ít ra là cái bóng của ông phủ lên bệnh nhân nào đó. Nhiều người từ các thành chung quanh Jerusalem cũng lũ lượt kéo đến, đem theo kẻ ốm đau mà, cùng những người bị thần uế ám, bệnh tinh thần này. Tất cả đều được chữa lành. Và câu 22, hồi ấy nhiều dấu lạ điềm thiêng được thực hiện trong dân nhờ bàn tay các tông đồ. Và đây câu 29 và câu 30, xin giơ tay chữa lành và thực hiện những dấu lạ điềm thiêng nhân danh Đức Giêsu. Ngày hôm nay Chúa cũng đang thực hiện như điều đó. Tất cả đều quy về quyền năng lòng thương xót Chúa, để vinh danh quyền năng lòng thương xót Chúa, chứ không phải vinh danh một cá nhân nào cả. Rõ ràng và dứt khoát như thế. Tôi nói đúng. Nói thật với anh, tôi cũng chẳng có giỏi giang gì đâu, chẳng có học vị, chẳng có bằng cấp gì đâu, cũng chẳng đạo đức thánh thiện gì. Anh biết là đêm thứ bảy phục sinh, mình còn nhớ với nhau kỷ niệm mình dâng lễ, cả mấy chục ngàn người đốt cả mấy chục ngàn cây nến, mấy chục ngàn cây nến, rồi đó là phát không, vừa nến vừa chụp. Họ cầm nến, anh còn nhớ, bảo nhớ chứ. Rồi nhớ hình ảnh mà cả mấy trăm bệnh nhân mà được cha rửa chân rồi cho hôn chân họ một cách trân trọng. Hồi đó con còn sợ cha bị lây, vì có những người HIV, người cùi mà con thấy cha cứ hôn. Và tôi cũng chẳng để ý là cùi hay HIV gì cả. Tôi chỉ biết rằng là Chúa bảo sao tôi làm vậy, Chúa làm sao tôi làm như thế. Còn người ta làm bậy thì kệ người ta. Rồi cái ngày thứ sáu tuần thánh, cha còn nhớ, anh em ngồi lâu lâu khơi lại. Hồi đó là con đi sau cha mà, con thấy cha té mà con đâu có đỡ đâu. Bởi hồi đó tôi té thật mà tôi không đứng dậy nổi, tôi té ngửa, anh nghĩ ngửa thì làm sao mà chống lại được, mà cái thương giá nặng như thế. Anh kia bảo như vậy nó mới thật. Rồi những người bệnh họ giơ tay lên thì tôi đâu có chương trình, không có thật.
Nhưng mà thấy người ta giơ tay lên thì mình nắm lấy tay người ta. Cái hình ảnh đó quá đẹp, vì họ nắm lấy tay của tôi, tức là họ nắm lấy cây thánh giá đang đè trên vai tôi. Đấy, những cái đó đâu phải tự mình sắp xếp hay dàn dựng gì được. Có người bảo là đóng kịch cũng khéo. Bảo vâng, nếu tôi đóng kịch được như vậy thì tôi cũng đóng, mà rất tiếc tôi không đóng được. Nếu tôi đóng kịch được như vậy thì tôi đã làm diễn viên nổi tiếng rồi, tôi chẳng đi làm linh mục làm gì. Tội gì mà làm linh mục là phải đi đóng vãng bóng tuồng cho nó mệt, có ai trả tiền đâu. Nếu tôi đóng giỏi như thế thì tôi làm diễn viên nổi tiếng, vừa có tiền vừa có tiếng. Tội tình gì phải vác cái thánh giá nắng nôi như thế. Bảo ở đâu được như vậy? Chúa Thánh Thần. Những gì mà nó từ trong trái tim mà lúc đó Chúa thắc, đánh động, Chúa thúc đẩy, Chúa tác động. Bảo anh có biết không? Đêm thứ bảy đó, dương lễ chỉ có 10 người thôi. Vậy vẫn không có đủ nến để đốt nữa mà. Rồi lễ xong thì tôi về trong phòng, có một mình, nhìn cái phòng, nhớ lại cái hình ảnh mà có bao nhiêu ngàn người, bao nhiêu ngọn cây nến. Kiếm không có gì ăn, kiếm gì nóng không có. Tôi lục trong tủ ra còn được 3 củ khoai. Ngồi gặm 3 củ khoai mừng đại lễ phục sinh đêm thứ bảy. Bảo Chúa sống lại con ăn khoai. Sau đó thì mới lấy sách Phúc Âm ra đọc, dọn bài giảng cho đại lễ phục sinh. Tôi nghĩ bụng, may mà ăn khoai nó còn rà, chứ hôm nay mà đi nhậu và có thịt thà, rồi có bia, có rượu, rồi có cao lương mỹ vị thì về chỉ có lăn quay ra mà ngủ, chứ còn bài giảng với bài viết gì nữa thì lấy đâu ra mà hôm sau đại lễ lòng thương xót Chúa hay đại lễ phục sinh mà giảng được. Trong cái rủi cũng có cái may. Sáng Chủ nhật phục sinh em biết không? Tôi đang tưới cây, mấy cây hoa này, mình phải chăm cho nó chứ không tưới nó thì nó héo hết trơn, trời nắng mà, đâu có máy lạnh, phòng lạnh gì đâu. Đang tưới, anh bạn ấy bảo cho ăn gì chưa, bảo chưa, bảo cho con muối, nhưng mà không có, thằng nó dặn nó mua số bắp lên rồi, chờ nó lên. Mày tưới, anh bảo, biết vậy con muối cha, bảo không kia nó mua rồi. Cuối cùng bảo coi chừng lại cha chung không ai khóc ấy, thằng này cứ tưởng thằng kia mua, cũng chẳng thằng nào mua ấy cha ơi, coi chừng ấy. Tôi bảo không, thằng này nó dặn kỹ lắm rồi. Chờ đến sát giờ thu âm, nó lên nó nhăn nhó, nó gãi đầu gãi tai, nó bảo không có gì ăn, cha bảo không sao kia vậy. Này kiêng việc xác. Đến bà số bắp bà bảo kiêng việc xác. Đến bà bánh giò bánh dày bà cũng kiêng việc xác, vì là ngày Chủ nhật phục sinh. Bụng thì đói cũng hơi tức nhưng mà mừng. Mừng vì bây giờ vẫn còn có người giữ luật kiêng việc xác. Chị em thử nghĩ coi. Chủ nhật bây giờ người ta không kiêng việc xác là chuyện bình thường rồi, công ăn việc làm ta không nói chi. Mà đại lễ phục sinh bán buổi sáng một tí mà cũng có thể có lý do để bán để kiếm tí tiền đâu sao. Và có 2-3 tiếng mà chiều lễ lại cũng được. Nhưng mà họ kiêng việc xác vì là đại lễ phục sinh. Tôi lòng mừng thầm. Lạy Chúa, bây giờ vẫn còn có người giữ được những cái đó. Nếu không có Chúa Thánh Thần, đồng tiền nó vẫn mạnh hơn. Đồng tiền vẫn mạnh hơn. Rồi ngoài bây giờ có gì ăn không cha? Tôi tìm mãi không còn gì trong tủ cả. May cúi xuống gầm giường thấy còn cái thùng mì cũ đó, bạn anh Thu ném cái gầm giường, moi mãi ra được, phủi bụi lên còn được một lon mì, ăn mì gói. Vậy mà giảng nó lại ra. Thì thưa anh chị em, ta thấy rằng là Chúa Thánh Thần làm việc. Chúa Thánh Thần làm việc có những cái kỳ lạ lắm. Nên chia sẻ với anh chị em, suốt nguyên một cái thời gian Covid gần 3 năm. Gần 3 năm mọi cái hoạt động đều ngưng chạy hết. Từ quốc nội đến quốc ngoại, Việt Nam đến thế giới. Chính trị, văn hóa, kinh tế, quân sự, cái gì cũng ngưng chạy chỉ vì con Covid. Duy nhất lòng thương xót Chúa thì không ngưng. Chúa Thánh Thần vẫn soi sáng cho chúng tôi có cách làm. Không được tập trung quá 2 người mà làm sao mà làm. Thế không ạ? Rồi sợ lây lan nữa. Thì một mình tôi, 4 bức tường, mà vẫn mấy anh em trong trung tâm mùa vụ nói, anh Long,
Em nay đi giảng ở đâu vậy? Giảng ở đâu, trong phòng chứ đâu. Xong anh nói, ơ bà này bà kia, ông này ông nọ kia. Và thì đó là Chúa ở khắp mọi nơi và người ta cũng ở khắp mọi chốn. Giữa chốn đông người, giữa 50.000 người, cũng như giữa một mình vẫn cứ nói lời Chúa mà. Nói em phục anh thật đấy. Em mà giảng mà không có ai thì một câu em chả nói được. Bảo tớ cũng như thế thôi. Tớ cũng như các cậu thôi. Ngồi giữa bốn bức tường mà, thưa anh chị em, chúng ta tất cả đang hiện diện nơi đây là ở đâu? Hiện trước mặt Chúa. Tất cả chúng ta đều đang hiện diện trước mặt Chúa chứ hiện ở đâu? Người bảo vậy cha đang đi mãi đâu? Cha đang giảng ở đâu đó? Trong phòng chứ đâu? Và sau thấy cha nói như là đang giảng nhất bao nhiêu người ấy, bảo thì họ đang ở trước mặt tôi mà. Họ đang hiện diện trước mặt tôi vì tất cả chúng ta đều hiện diện trước mặt Chúa. Thì không phải là hiện diện với nhau thì hiện diện cái gì nữa. Mà ai làm cho chúng ta có thể thấy được sự hiện diện của nhau ngoài Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần tác động trên tôi và Chúa Thánh Thần tác động trên anh, trên chị, trên những người đang ngồi đây ở khắp mọi nơi. Không có quyền năng của Chúa Thánh Thần không thể làm được. Mà dẫu có thể làm được thì một hai bài chứ. Mà bây giờ thưa anh chị em là biết bao nhiêu bài rồi. Nghe nguyên một cuốn các bài giảng lòng Chúa Thánh Thần này 300 bài này. Là nguyên một năm trời này. Một năm Covid đấy. Mà nghe cứ như ở giáo điểm tin mừng ngày xưa vậy thôi chứ đâu có gì khác nhau đâu. Ai làm được? Chúa Thánh Thần. Miễn là mình chịu đè cho Chúa Thánh Thần làm. Có những người nói lễ phục sinh đi chơi đâu anh Long? Tớ giảng từ sáng đến chiều. Đại lễ lòng thương xót Chúa có đi đâu anh Long? Giảng từ chiều đến sáng. Còn sao vậy? Thì mỗi người có một cái thú vui. Anh em đi chơi, đi biển, đi ăn, đi nhậu. Thú vui của anh em, mình tôn trọng. Thì mình có thú vui của riêng mình. Một mình với mình. Mà đâu phải một mình với mình, mà với rất nhiều mình và chúng mình với Chúa. Hallelujah! Tạ ơn Chúa. Lòng thương xót. Phục sinh. Lòng thương xót. Hallelujah. Tạ ơn Chúa. Anh em hô này là bởi gì? Không Chúa Thánh Thần hô sao được. Ngay cái câu mà lòng thương xót phục sinh, chúng tôi đã sửa không biết bao nhiêu lần trước khi có tấm phông này. Mừng đại lễ phục sinh, đại lễ lòng thương xót, rồi Hallelujah, rồi hết câu này đến câu kia. Tôi nói, vậy làm sao nối kết giữa phục sinh và lòng thương xót? Khó lắm. Tại vì nói lòng thương xót thì thường nghĩ thứ sáu tuần thánh. Chúa chết, máu nước tuôn trào, hết. Vậy làm sao mà lòng thương xót rồi phục sinh? Mà phục sinh làm sao còn đâu mà máu và nước tuôn trào, cái gì nữa, lại thương khó nữa sao được? Thấy không? Suốt 40 ngày tĩnh tâm mùa chay, bước đi trong thương xót cũng vậy. Nghĩ được đề tài bước đi trong thương xót. Mà giảng suốt 40 bài giảng về một đề tài bước đi trong thương xót làm được hay không? Nếu không có Chúa Thánh Thần. Giảng và viết bao nhiêu giáo dân kia mà giảng còn chưa ra mà. Thấy không ạ? Còn ngọc mà. Còn cầm giấy đọc mà. Vì không có Chúa Thánh Thần tôi không làm được. Tôi không thể làm được gì nếu không có Chúa Thánh Thần. Không phải sức của tôi. Tôi xin khẳng định lại lần nữa. Tôi chẳng tài cán, chẳng chức tước, chẳng địa vị và chẳng có bài bản nào hết ngoài Chúa Thánh Thần. Lòng thương xót. Vậy thì nối kết 40 ngày ấy lòng thương xót với phục sinh, với bước đi trong thương xót. Sau 40 ngày rồi, bây giờ mùa phục sinh đến làm gì thưa cha? Đổi biết bao nhiêu phông, cuối cùng xóa hết, xem thấy trắng sạch luôn, nhiều lắm đó. Chúng tôi vẽ đây nhiều thứ lắm vì anh chị em chẳng còn thấy gì hết. Chúa xóa sạch hết, chỉ còn duy nhất lòng thương xót phục sinh và phục sinh lòng thương xót, nguyên cái vòng tròn, nguyên cái vòng tròn của trái trứng phục sinh. Lòng thương xót phải được phục sinh và mỗi người chúng ta phải phục sinh lòng thương xót đã chết từ lâu rồi. Và phải làm cho lòng thương xót phục sinh.
50 ngày một đề tài, 40 ngày một đề tài. Ai soi sáng, ai dạy dỗ, sách vở nào, trường lớp nào, thầy giáo nào? Duy nhất Chúa Thánh Thần. Cho nên để có Chúa Thánh Thần thì các tông đồ nhất đồng tâm nhất trí lên tiếng cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Các tông đồ đồng tâm nhất trí. Khi làm những chương trình này, anh em chúng tôi nhiều khi cũng gặp nhiều trục trặc lắm. Có khi post lên cả mấy chục lần chẳng được. Có khi làm gần đến nơi thì cúp điện. Có khi càng làm gần xong thì mạng mất. Làm lại từ đầu. Tôi nói ngừng, không làm nữa, cầu nguyện đó. Rất nhiều lần như vậy mới vượt qua được. Vì khi mà Chúa Thánh Thần tác động thì đánh động đến tâm hồn người nghe. Đánh động tâm hồn người nghe thì họ quay trở lại. Mà họ quay trở lại thì ma quỷ mất một linh hồn. Cũng như đêm phục sinh, đứa học trò nó nói: "Trai, bạn con sắp rửa tội rồi mà nó mệt lắm." Tôi nói, nó nói: "Cha cầu nguyện cho bạn con." Tôi nói, nói nó không sao đâu. Vì đây là trận chiến cuối cùng, phút bù giờ cuối cùng coi chừng ấy nha. Thắng thua. Nó chỉ làm cho mình mệt, mình chán, mình nản, mình hoãn lại, không rửa tội nữa. Coi như nó thắng. Còn nếu mình mệt thì mệt, sắp rửa tội rồi. Giờ bạn con nó kêu nó mệt lắm, bảo không. Nó cứ cầu nguyện đi, an tâm. Trận chiến cuối cùng. Nó chỉ nhích một phát thì nó thuộc về ánh sáng. Nó dừng lại nó thuộc về bóng tối. Mà ma quỷ nó chỉ cho mình đứng lại là mình thuộc về bóng tối. Hồi con mệt lắm, để tháng sau, sang năm, thua rồi. Tôi nói không hoãn bất cứ giá nào phải rửa tội đêm phục sinh. Bảo nó đừng hoãn. Còn cũng vậy, bất cứ lý gì, lý do gì, phải rửa tội đêm phục sinh. Vì ma quỷ nó chỉ chờ mình ngưng lại, hoãn lại là nó tìm một cách, nó cứ trần giờ là mình bỏ luôn. Ơn tái sinh, ơn sinh lại làm con Chúa, ơn mà Nicodemo đến nói với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói: "Tôi bảo thật ông, không ai có thể thấy được nước Thiên Chúa nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên." Tức là lãnh nhận bí tích rửa tội để làm con Chúa đó, sinh lại một lần nữa. Mình sinh lần đầu tiên là sinh làm con cha, con mẹ của mình, hay làm đứa con, rồi chưa? Mình sinh lại lần nữa là mình sinh lại qua bí tích rửa tội để làm con của Thiên Chúa. Mình sinh lần đầu tiên làm con người. Qua bí tích rửa tội mình chính thức làm con Chúa, gia nhập giáo hội Công giáo. Nhưng đừng quên rằng ai cũng là con Chúa nha. Chúa sinh ra con người là con của Chúa rồi. Nhưng mà mình nhận biết Chúa qua bí tích rửa tội thì mình thuộc về giáo hội Công giáo. Nước Thiên Chúa được thiết lập. Mà Chúa mong ước tất cả mọi người đều gia nhập vào nước Thiên Chúa, nhận biết Chúa là Cha. Bây giờ người ta vẫn là con mà chưa nhận biết Cha của mình qua bí tích rửa tội, hay qua việc tuyên xưng niềm tin của mình vào Thiên Chúa, dù chưa rửa tội nhưng vẫn tin vào Thiên Chúa. Có những người nói: "Thưa Cha, con không có đạo, con đọc kinh được không? Được không? Được. Thưa Cha, con không có đạo, con đọc kinh, con có được làm dấu không? Được không? Được. Sao không? Chỉ sợ nhất là có những người có đạo mà không chịu đọc kinh nó mới đau chứ. Có người có đạo mà không dám làm dấu khi ăn cơm, sợ xấu hổ mới đi nhục chứ." Tôi nói quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Thế mình sinh lại lần thứ hai, tôi nói với em đó là cứ rửa tội đi. Nó đã khao khát như vậy rồi. Một người lính, lính Mỹ mà đi xin nhận lãnh nhận bí tích rửa tội, anh chị em nghĩ có dễ hay không? Trong một doanh trại quân đội mà. Trong một doanh trại quân đội là quân nhân, là lính Mỹ mà xin lãnh nhận bí tích rửa tội. Đó là cái ơn sinh lại lần thứ hai đấy. Có nhiều người như Nicodemo ngày hôm nay, gọi là môn đệ, nhưng môn đệ của Chúa trong bóng tối nhiều lắm. Thưa Cha, con vẫn nghe bài giảng lòng thương xót của Cha. Con tin vào lòng thương xót Chúa, nhưng con chưa rửa tội được. Lý do là ngành nghề của con bây giờ chưa cho phép. Khi nào con về hưu, con sẽ lãnh nhận bí tích rửa tội. Được không? Môn đệ trong bóng tối Nicodemo bây giờ nhiều lắm. Nhiều anh em, nhiều chị em
con đang làm cấp này, cấp nọ, cấp kia trong chính quyền, trong chính phủ, chưa thuận lợi trong việc rửa tội công khai. Nhưng con vẫn tin vào Chúa, con vẫn cầu nguyện, con vẫn nghe cha giảng. Thậm chí con vẫn gửi tặng máy cho anh em của con, gửi tặng sách kinh nguyện lòng thương xót Chúa cho những người thân trong gia đình của con. Nhiều lắm. Rồi sau đó, khi những anh em đó về hưu, thưa cha, con là đại úy, con là đại tá, cựu công an, con xin lãnh nhận bí tích rửa tội, bây giờ con tự do rồi, không bị ràng buộc nữa trong ngành nghề. Nhiều môn đệ trong bóng tối ngày hôm nay lắm. Rồi có những anh chị em, thưa cha, chúng con ở vùng sâu, vùng xa, chúng con vẫn đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Cha, con xin 100 máy, con xin 100 ảnh, con xin 100 chuỗi. Những môn đệ trong bóng tối, những Nicodemo ngày hôm nay đấy, họ vẫn lặng lẽ âm thầm len lỏi vào từng ngóc ngách, những nơi mà linh mục tu sĩ chúng tôi không thể đến được, hoặc là không có thời giờ mà đến, có khi cũng chẳng quan tâm để mà đến nữa. Họ vẫn len lỏi, những môn đệ trong bóng tối, những Nicodemo ngày hôm nay len lỏi âm thầm lặng lẽ. Còn nhiều anh em khác, thưa cha, sau hôm nay cha không gửi bài giảng cho con, bảo hơi bị trục trặc gửi trễ, cha gửi lẹ lên để con còn gửi cho 100 người trong nhóm của con, họ đang chờ, sướng không? Rồi 100 người ấy lại gửi cho 100 người khác, cứ như thế nhân lên, biết bao giờ, biết làm sao mà đếm, cần gì phải hệ thống bao nhiêu. Đâu cần phải đưa lên con số là bao nhiêu người view, bao nhiêu người like mới là đúng, chưa chắc. Có khi tôi cho tiền nó mỗi ngày mày chỉ bấm cho tao một cái, tháng tao trả mỗi thằng 100 ngàn hay là 300 ngàn, nó bấm không? Nó mất con dây mà sao không nó bấm là vì được triệu bạc một tháng. Sướng không? Bởi vì nghĩa vậy là tôi là số 1 à? À, chưa chắc. Không cần thiết. Chú nói con đừng quan tâm đến cái số lượng. Và Đức Giáo Hoàng trong bài giảng ngày thứ 5 tuần thánh, lễ truyền dầu với các linh mục này cũng nói, đừng quan tâm đến số lượng, những thống kê không nghĩa lý gì hết. Những thống kê, những số lượng, những báo cáo trên bản giấy văn phòng chẳng mang một ý nghĩa gì nếu thực chất nó không có cái gì, hay là nó ngược lại là khác. Tệ nhất là làm láo mà báo cáo hay, nói thì ngon lắm, lấy lòng cấp trên, lừa dối người dưới, không trung thực. Ở trên không biết, tưởng nó là tốt, là hay, vỗ tay khen, đây là xuất sắc, đây là tông đồ nhiệt thành thế này thế khác. Mà thực chất toàn là giả, là mạo. Không phải Chúa Thánh Thần. Không phải Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần không làm việc đó. Chúa Thánh Thần làm cái gì nơi mỗi con người cụ thể. Gió muốn thổi đâu thì thổi, không cần biết. Nhưng mà thấy hiệu quả của gió, biết đó là Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần thì đem lại sự hòa bình, đem lại niềm vui, đem lại bình an, đem lại niềm hoan lạc, đem lại sự hiệp nhất. Còn ngược lại, đó là sự giả dối, là sự ghen tị, là sự ác độc, là sự giả mạo, là sự giả tạo. Rõ ràng, cứ xem quả thì biết cây, xem hiệu quả đi. Ngày hôm nay biết bao nhiêu người làm cái chuyện đó, biết bao nhiêu người đã nhận được quyền năng lòng thương xót Chúa là bởi Chúa Thánh Thần. Mà mỗi một người chúng ta tha thiết cầu nguyện hàng ngày hàng đêm như các tông đồ, để xin Chúa để ý đến những lời ngâm đe của họ ngày xưa, các tông đồ và thời Chúa Giêsu, thì chính Herode, Phong Siêu, Philato cùng các chư dân và dân Israel toa rập chống lại tôi tớ thánh của Chúa là Đức Giêsu. Sau chư dân lại ồn ào náo động, sau vạn quốc dám bày kế viễn vông, vua chúa trần gian cùng nổi dậy, vương hầu khanh tướng rập mưu đồ chống lại Đức Chúa, chống lại đấng người đã sức nhiều thân phong là Đức Giêsu. Có làm gì được đâu, cho dù có treo ngài trên thập giá thì sau 3 ngày ngài cũng sống lại mà. Thì ngày hôm nay, khi anh chị em mình làm công việc mà Chúa truyền hôm qua chúng ta đại lễ lòng thương xót Chúa, Chúa nói rất rõ, mỗi người hãy đi loan truyền lòng thương xót của ta. Ta khao khát cho mọi người nhận biết lòng thương xót của ta. Và khi nhận biết lòng thương xót của ta, ngày đại lễ, ngày hôm qua,
ta đến tham dự với tất cả lòng tin tưởng phó thác thì ta được xóa mọi tội lỗi và hình phạt như là được rửa tội lại lần thứ hai. Điều mà Chúa nói với Nicodemo là phải sinh lại, sinh lại. Mỗi người phải sinh lại. Mỗi không phải chỉ có đêm phục sinh mình sinh lại, mà từng ngày khẩn nài Chúa xin thương xót chúng con và toàn thế giới, là xin cho chúng con được sinh lại. Mỗi lần con dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, như là người dự thòng dìm mình vào nước rửa tội, bước ra mặc tấm áo trắng thành người tân tòng. Mỗi ngày ta dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa là ta lãnh nhận bí tích rửa tội lần thứ hai. Ta bước lên thành một con người mới được xóa hết tội lỗi và cả hình phạt. Hallelujah! Ta ơn Chúa! Mời anh chị em cùng lấy cuốn kinh nguyện lòng Chúa thương xót, trang 9, cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin ẵm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em mùa phục sinh vui tươi và bình an. Hallelujah. Ta ơn Chúa. Hallelujah. Con cứ ngỡ sao Chúa quay đi, nhưng thực ra Chúa đang đòi nhìn. Con cứ ngỡ sao Chúa lại xa con, nhưng thực ra Chúa đang rất gần con. Chúa luôn đồng hành với con mỗi sớm vui hay khi sầu tê tái. Chúa luôn đồng hành với con lúc gian nan khi sớm vui ngập tràn. Tình yêu.